Mô hình chăn nuôi theo hướng hiện đại là việc áp dụng máy móc hiện đại vào quá trình chăn nuôi, giúp quá trình chăn nuôi phát triển mạnh và bền vững, các trang trại thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Để hiểu rõ hơn về quá trình chăn nuôi theo hướng hiện đại, Bình Quân Group xin mời bà con cùng theo dõi video này nhé! Một trong những yếu tố quan trọng trong mô hình chăn nuôi theo định hướng công nghiệp là sử dụng thức ăn chất lượng cao và tiên tiến nhất để đảm bảo đàn vật nuôi có đủ dinh dưỡng và tăng trưởng nhanh chóng. Thực phẩm được phân phối đồng đều và được cân nhắc theo tỷ lệ chính xác, giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho vật nuôi, đồng thời giảm thiểu lãng phí thức ăn và chi phí nuôi dưỡng. Vậy phải làm sao để tạo ra được nguồn thức ăn chất lượng? Điều này sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta áp dụng máy móc hiện đại, tiên tiến như việc sử dụng máy nghiền, máy ép cám viên để tạo ra nguồn thức ăn sạch ngay tại nhà. Việc áp dụng các máy móc công nghệ sẽ giúp bà con tiết kiệm chi phí, sức lao động, cho ra sản phẩm chất lượng cao. Và dòng sản phẩm máy ép cám viên S270 sẽ hỗ trợ bà con làm điều đó. Máy móc hiện đại giúp bà con tự chế biến thức ăn cho vật nuôi ngay tại nhà mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo nguồn thức ăn sạch. Máy ép cám viên S270 có tính năng chuyên nghiền ép hỗn hợp bột cám, ngô hạt, rau xanh, cua, cá, ốc, tạo thành viên số lượng lớn. Lắp động cơ 11 kW, sử dụng điện 3 pha, motor lõi dây đồng 100%, cho năng suất đạt từ 400 đến 500 kg/giờ, phù hợp với những trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Thuộc dòng máy ép cám viên trục đứng thiết kế lớn, với khung máy chắc chắn lắp đặt 4 bánh xe thuận tiện di chuyển vị trí đặt máy. Buồng làm việc của máy được trang bị hệ thống 2 quả lô cùng mặt sàng, khi máy hoạt động quả lô quay tròn nghiền ép nguyên liệu với mặt sàng tạo thành viên. Máy có thể lắp các mặt sàng khác nhau với kích thước 3 ly, 4 ly hay 5 ly, phù hợp với các loại gia súc, gia cầm. Viên cám sau khi ép có thể cho vật nuôi dùng ngay hoặc phơi khô dùng dần. Sử dụng máy ép cám viên S270 giúp người chăn nuôi tiết kiệm thời gian, công sức và có thể tự điều chỉnh nguồn thức ăn giúp vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh. Thế mới thấy việc áp dụng máy móc hiện đại vào chăn nuôi tốt như thế nào phải không ạ? Vậy bà con còn chần chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng đầu tư một chiếc máy ép cám viên về hỗ trợ mình chăn nuôi. Nếu còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm, bà con hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình, hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới, đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, bà con sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!